Cô tên Nguyễn Thị Nhơn, 60 tuổi. Cô ở 36-2, khóm 2, phường 3 của thành phố Vĩnh Long. Hiện tại thì cô tạm nghỉ 15 tây tháng 7 này cô làm trở lại vì cô hết bệnh suy giãn tĩnh mạch. Cô làm phụ tá cho bác sĩ của phòng khám Nguyễn Ngọc An. Cô ơi, con được biết là cô mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch. Vậy thì cô đã mắc phải căn bệnh này lâu chưa cô? Và ở thời điểm đó thì có những dấu hiệu hoặc là những triệu chứng như thế nào ạ? Lúc đầu thì có một cục gân nổi lên ở dưới bắp chân trái cô, nó xoắn cục, nó xanh nhưng mà nó không đau. Cô không biết là mình suy giãn tĩnh mạch. Rồi một thời gian sau, năm cô 57 tuổi là năm 2020, chân cô nặng và mỏi, sau ăn thì nhức, rồi da chân chỗ nào giãn thì nó sẽ sưng lên và căng bóng, nhìn thấy cái da nó bóng luôn vậy đó, mà nó đau đụng tới không được, mà nhúc nhích chỉ cần xê dịch tí xíu là cũng chịu không nổi, những cọng gân nó lộ lên hết, chỗ thì ngoằn ngoèo xoắn cục, chỗ thì có những chỉ tím nổi lên rất nhiều, từ mắt cá nổi ngang như mạng nhện vậy đó ha, mà nó lên khoảng gần cả 10 phân. Khi có những dấu hiệu khó chịu như vậy thì cô có đi khám ở đâu không cô? Và lúc đó bác sĩ đã kết luận cô như thế nào ạ? Lúc đó cô đi khám thì bác sĩ bên bảo hiểm y tế mới kết luận là cô bị suy giãn tĩnh mạch và điều trị. Cái lúc đau nhiều á thì bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau, chỉ 2 tuần là phải đổi thuốc khác, 2 tuần là phải đổi thuốc khác. Bác sĩ có báo rõ thì lúc đó bị đau dạ dày, bị khó chịu cái bao tử. Rồi giãn tĩnh mạch thì cho cô uống diosmin, nhưng điều trị 1 năm cô bị men gan cao mới chuyển cô lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa của tỉnh Vĩnh Long, điều trị cô 17 tháng, vừa điều trị men gan cao vừa điều trị suy giãn tĩnh mạch. Cô đi tái khám đúng hẹn, đúng đúng lịch luôn, uống đúng thuốc đúng giờ luôn, nhưng mà một ngày một nhiều, một ngày một nhiều, thêm nặng thêm. Cô như đến mức nhức dữ dội, nhức mà nhức khủng khiếp luôn á, dữ dội và khủng khiếp luôn, mà bác sĩ đa khoa kết luận rằng điều trị như thế này là không hết, không thuyên giảm được, phải chuyển lên tuyến trên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chuyển trị đốt đốt gân. Rồi cô nghe cái đốt rồi cô cũng sợ lắm, rồi mà cô thì không có tiền để đi lên tuyến trên nữa. Rồi cô nằm, cô về nhà cô mới nằm nghỉ trong vài ngày rồi hả suy tính tiếp. Con được biết là căn bệnh suy giãn tĩnh mạch thì sẽ gây ra rất là nhiều phiền toái cho cuộc sống của người bệnh. Vậy đối với cô thì cuộc sống cũng như là công việc đã bị ảnh hưởng như thế nào vậy ạ? Cái chân trái á, nó ngay khớp gối á, nên nó sưng to, mà cái chân đã sưng á, thì không co lại được, coi như là lúc mà đau nhiều nhất á, là không đi được, mà gần 4 tháng nha, không đi được, đi phải chống 2 tay phụ thêm chứ không đi được tự nhiên, nên thành ra như mình đi lại, mình ăn cơm hoặc mình nấu cơm thì rất là chậm, còn công việc làm là phải nghỉ hẳn chứ không thể nào làm được. Ở nhà công việc nhà của mình á, mình nấu cơm từ từ, mình đi như là mình không đi được á, thì mình đi chống thêm tay phụ thì được, nhưng mà khi mình làm ở phòng khám thì có khách thì không thể nào mình như vậy được, nên thành ra đối với việc làm á, thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng ạ. Bình thường bệnh mất ngủ thì cô không có, nhưng mà cái giãn tĩnh mạch nó làm cho cô đau, nó làm cho cô nhức thì cô không ngủ được, rồi cái đầu nó bị đau ngang ngang cái đầu vậy nè, nó khó chịu lắm, mà không phải nhức mà nó đau cái gì không biết diễn tả luôn. Cô ăn sau bữa ăn á ha, thì nó tất cả những cọng gân của cô nó đau hết luôn, nó đau khủng khiếp và nhức, nếu cô ăn có dinh dưỡng á, là sẽ bị nhức mà nhức dữ dội. Kinh tế cô rất là khó khăn, tự vì cô thu nhập thấp nên thành ra cô đi làm thì cô mới có tiền lương để sống, mà bị ảnh hưởng về bệnh suy giãn tĩnh mạch này là cô phải nghỉ làm hẳn nên không có mức lương. Rồi cô sống thì với mức lương của thằng con cô thì có 1 phần à, nên thành ra về tiền bạc về đời sống thì khó khăn. Cô ơi, hiện tại thì con được biết là căn bệnh suy giãn tĩnh mạch của cô đã được kiểm soát tốt hơn trước rất là nhiều rồi. Vậy thì cô có thể chia sẻ bí quyết của cô để cho mọi người được biết được không ạ? Trong vài ngày này nè, cô bắt tivi cô thấy giới thiệu về sản phẩm Bonivan của suy giãn tĩnh mạch, rồi sau đó cô thấy bên đài Tiếng Nói Việt Nam bác sĩ tọa đàm cụ thể đúng ngay cái suy giãn tĩnh mạch của cô, mà lúc đó là cô đau quá nhiều mà không có tiền để đi tuyến trên nữa, nên thành ra
cô mừng lắm, cô quyết định cô mua, cô uống là Bonivan. Rồi đến khi cô gọi điện thoại lên công ty thì được công ty tư vấn rõ ràng và rất cụ thể, cô an tâm. Cô mới mua uống, cô uống một ngày 6 viên, một tuần đầu là cái da cô đau, thật đau rát luôn mà nó căng cứng á, là nó êm dịu, cải thiện rất nhanh và rất rõ rệt. Rồi sau đó ăn á, thì bớt được cái khó chịu cái đầu, đau cái đầu. Rồi cái triệu chứng đau á, căng da, căng gân thì nó lui thấy rõ rệt. Rồi tới chừng sau đó cô ăn thì nó không còn bị đau nhức nữa. Rồi nhức á, thì nó bớt nhiều và nó cũng còn thỉnh thoảng còn nhức. Nhưng mà cô không có để ý chính xác là thời gian bao lâu, khoảng chừng 2 tháng à, không tới 2 tháng nữa là nó hết nhức hoàn toàn. Còn cái gân giãn mà những chỗ mà xanh nổi cục thì nó sẽ từ từ và không thấy những cái cục xoắn đó đâu nữa. Rồi như nó to bằng ngón cẳng cái mình. Thì sau 2 tháng cô uống thì cái gân xanh đó nó còn nhỏ lại. Và những cái gân lộ bên ngoài to, những chỗ nhức thì nó trở về bình thường. Bây giờ nhìn vào cái đùi cô là không biết cô bị giãn tĩnh mạch gì hết. Không phải hai cái chân không, mà trong bụng, trên tai, ngay cả trên mặt cô cũng có những cọng gân. Nhưng mà nó ra màu xanh tím. Nhìn thấy như là cái cọng gân nó sắp bị hư vậy đó. Cô sợ lắm. Nó xanh mà nó xanh tím, mà tím tái luôn á. Mà nó nổi to lên, nhìn thấy xấu xí dữ lắm. Là lúc đó, là cô rất là sợ. Nhưng mà cô uống sản phẩm Bonivan là cái gân xanh đó nó không nhìn thấy lộ lên nữa. Tay cô tuổi 60 mà những cái gân tay bên trên này nè, nó đẹp trở lại. Tại vì nó không còn gồ lên, nó không còn phồng lên xấu xí nữa. Cái gân nó nằm phẳng lì như mấy cô gái vậy nè. Cô thấy là coi như nó trị Bonivan này nè, trị được giãn, trị được đau, trị được nhức luôn. Rồi tới ngày hôm nay là cô uống qua sản phẩm này 5 tháng thì cô trả lời được với công ty là cô hết nhức hoàn toàn, hết nhức 100% luôn. Cô ơi, bệnh của cô đã được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều rồi. Vậy thì cuộc sống cũng như là công việc của cô đã có những thay đổi như thế nào vậy cô? Sau chừng 1 tháng là cô sinh hoạt gần như bình thường, cô đi chợ được. Rồi lúc trước là cô bị giãn là cô không đi ra khỏi nhà, không đi ra ngoài đường được. Gần 4 tháng cô vẫn làm công việc, lau nhà, quét nhà, vẫn lao động. Còn ngủ thì ngủ ngon. Ngày trước huyết áp cô là không bao giờ hơn 10 chấm hết trơn á, chỉ 9.7 trở xuống thôi. Có một lúc là nó tụt tới 8.5 là cô bị chóng mặt rồi. Rồi từ lúc cô uống sản phẩm này thì huyết áp cô tăng dần và đi được đến mức ổn định. Đi đo huyết áp là lúc nào bác sĩ cũng khen lý tưởng hết. Giờ nó nằm ở 11.5, không xuống mà cũng không lên. Rồi bây giờ ăn ngọt không bị ngứa, ăn dinh dưỡng, những cọng gân giãn đau ngày trước là không có đau. Còn cái đầu mà khó chịu sau ăn thì cũng không còn nữa. Coi như là nói tiếng cải thiện, nhưng đối với cô là cô cho rằng đây là hết bệnh. Đối với riêng biệt cơ địa của cô là hết bệnh. Và cô báo bên chỗ cô làm việc, cô xin cô làm trở lại. Và được nhận 15 tay này cô làm trở lại. Đó, rồi thành ra cô mừng lắm. Cái sản phẩm này rất là hay, đối với cô là phải nói là tuyệt vời luôn. Cô ơi, sau một khoảng thời gian sử dụng Bonivan thì cô thấy có tác dụng phụ gì không cô? Dùng sản phẩm Bonivan qua 5 tháng rồi, cái tác dụng phụ thì không thấy, không có gì hết. Trước khi dùng sản phẩm Bonivan này, cô bị men gan cao nên cô thận trọng. Cô đi thử men gan, cô coi chỉ số trước, rồi cô mới uống. Rồi sau 3 tháng thì cô đi thử men gan trở lại, thì bác sĩ xác định rằng men gan cô rất là tốt. Mà cô chỉ dùng một cái sản phẩm Bonivan này mà thôi, không có uống thuốc tây mà cũng không có trị bên bảo hiểm gì nữa hết. Rồi men gan cô đã hai lần thử men gan rồi là đều tốt hết, nghĩa là chỉ số nó không có vượt lên. Cô ơi, là một người có kinh nghiệm với căn bệnh suy giãn tĩnh mạch thì cô hãy cho những lời khuyên đối với những người cũng mắc căn bệnh này giống như cô nha cô. Cô là người giãn tĩnh mạch dùng sản phẩm Bonivan rồi
thì cô có lời nhắn đến tất cả mọi người, ngay cả mấy ông, mấy bà giãn tĩnh mạch, mà nhất là người bị nhức, bị đau nhất, nhất là bị nhức á, là nên dùng sản phẩm này đúng như toa hướng dẫn và công ty hướng dẫn. Tại vì sản phẩm mà uống á, rất là hay và hết bệnh, nhưng mà mình á, tiếp cận một cách rất là dễ dàng và chi phí mình lại thấp, mình đủ tiền để điều trị. Nên thành ra những người bị giãn tĩnh mạch á, là nên uống sản phẩm Bonivan này. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ những thông tin về sức khỏe của cô cho chúng con được biết. Và con chúc cô là luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha cô.